Này sao ông không mở mic ra ông nói chuyện mà lại còn comment? Bởi vì là không thích nói chuyện. Mọi người đang muốn nghe tiếng nói của anh. Anh em ơi, nhanh tay chia sẻ like, mặc áo khoác lên. Coi nào xu ơi, áo khoác. Mặc áo khoác, cởi áo hút đi ra mới mặc áo khoác. Đây này, này chị. Terima kasih chị Zumiati. Chị ơi, chị chốt rồi thì em có...